Tư mới thuộc với anh Minh Vy. Có thấy hai ông này không, là ông diễn diễn rất là say mê, rồi có cái đoạn giang tấu là hai ông nắm tay nhau đi vòng tròn quyến luyến, Nhất là xong rồi tài đó, quyến luyến dữ quyến lắm. luyến nắm tay không rời, xong sau đó kết lại cũng chưa chịu nữa, tựa Ừ, đầu vào vai nhau. tựa vào vai anh. Đúng rồi, hai cái mái đầu tựa vào, xong tôi thấy dưới dưới này thấy giám khảo cười quá, hai ông mới đứng dậy, tức là tách ra đúng không? Cho em hỏi là cái phần biên đạo đó là ai, là người biên Là đạo Tài phải không Tài? Cái biên đạo nắm tay đó là... Dạ dạ em ạ. À. Ờ, thấy chưa? Hôm qua em nói là khỏi nắm tay rồi, tự động anh đưa tay rồi, sẵn đó em đưa em dịnh luôn. Đó, thấy chưa? À, thấy anh em mình đồng hương nhau, thấy chưa thương Tư? em quá. Xin đính chính lại là cái phần diễn xuất của hai bạn, tôi mới nói thêm và tôi bắt buộc Tài khi em hát cái câu mà sau giang tấu nha, người ta đã phụ tôi rồi bạn ơi, là tới dỗ dài, tới dỗ dài bạn kia là giống à tôi cũng vậy, và hai người là một cái cùng gánh ngộ và chia sẻ với tình cảm với nhau, và tới đó đủ rồi. Anh hiểu là cái tâm trạng của cả hai bạn luôn, là hai bạn lên hát từ cái phong thái và từ cái tinh thần á là hát rất là say sưa, kiểu giống như là được hay không được thì mình cứ phải hát cho đã, vì sướng quá, âm thanh ánh sáng rồi nhạc hay quá, Minh Vy phối đã quá, cho nên là hát là sướng thôi. Cho nên là đến lúc đó mình không còn gọi là bận tâm những cái điều khác về mặt ý nghĩa sân khấu nữa, cho nên là mình phải biết tiết chế những cái phần đó.